nữa à? Nó lớn nhanh lắm. Rồi, chắc được rồi con ơi. Được rồi con ơi, nhiều rồi, nhiều đây nhiều rồi, rau nhút nữa. Rồi. Chào cả nhà, đã trở lại với kênh Quê Nhà Có Mẹ của mình nha. Hôm nay mình nấu cơm sáng cho cả nhà mình ăn cả nhà. Sáng nay mình nấu cơm sáng ăn, mình nấu canh chua cá lóc với lại kho mặn nha cả nhà. Sáng mình đi chợ mình gặp cá ngon quá mình mua nè. Bây giờ mình nấu canh chua hơn nữa, kho hơn nữa. Nấu canh chua mình có rau nhút này mua với lại đậu rồng của nhà nè. Với me. Me cũng của bà nội. Rồi giờ mình cắt cá ra để mình ướp. Mấy con lớn này mình nấu canh chua. Rồi cá này mình ướp để mình kho. Mình để hành tỏi vô. Cá nấu canh chua mình cũng ướp luôn đi. Tại vì để còn hơi lâu. Ướp đã còn nấu nồi cơm nữa. Ướp đi để rằng nó không có bị hư cá. Mình để ướp ít đường. Mình ướp ít hạt nêm. Ít bột ngọt. Mình ướp cá mình trộn lên cho nó đều. Mình bắt cá là mình kho trước. Mình đổ nước mắm vô mình kho. Nước mắm này nó mặn lắm mình phải lường. Ba muỗng nước mắm à. Mình để ít mỡ vô cho nó ngon. Ít mỡ. Để tiêu vô. Chúng ta đi chợ mà quên mua hành. Để tiêu không, không có hành. Rồi mình bắt son lên nấu canh. Rồi mình thả me vô. Rồi me nó mềm rồi mình vớt me ra. Mình vớt me xong rồi giờ mình đổ cá vô. Rồi trong đây mình trong nước nấu canh mình để ít muối. Rồi cá chín thì mình vớt cá ra.
rồi mình đổ cái nước me vô cho nó chua. Mình nêm vô một ít nước mắm. Rồi mình thả đậu gồng vô. Nhúc luôn. Rồi mình để cá vô. Hành ngò luôn. Rồi bớt cơm gan Hiền ơi. Dạ. Ủa sao thiếu đồ đũa? Có một đồ. Vậy là cái trên đây quá. Đây là khói bên đây là. À có hột tháo. Hạt tháo hột nè. Buồn quá không có gì ăn. Hạt tháo. Hột gạo lứt. Trời ơi. Mà sữa nó bị tự kỷ. Chơi vậy đó. Dạ. Ăn thôi bữa nay chơi vậy đó. Chơi mình nên. Không ai để ý tới tôi hết Giang. Tôi đừng đang không ai để ý tới tôi. Mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Bữa nay ăn cơm cả gia đình nấu canh chua. Thơm quá mà nấu canh chua thơm quá. Đậu gồng với rau nhúc. Rau nhúc. Này phát sinh lên. Chưa biết là món gì sao gặp rau nhúc đậu gồng. Cá ngon quá nấu canh chua. À, anh nước. Đấy. Ủa, ngon vậy? Anh thích đậu gồng đó. Rau nhúc thơm lắm. Em thì thích rau nhúc. Đây. Mình phải có đậu cá không? Có. Mẹ lấy cái đầu mẹ nấu canh, còn cái mình cả nhà ăn cơm. Rồi mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Cá ngon quá. Để ra đậu gồng ngon. Để ra nước mắm đi. Này, rau nhúc ngon quá. Gặp rau nhúc. Đậu gồng hả? Nhà người thích đậu gồng, người thích rau nhúc. Chắc thích ăn muối không? Nhà ăn nước mắm à. Người ý, người ý thích. Ăn cá nè. Cá để vô nước mắm cho nó ngọt. Ăn khoái ăn muối nè. Cá lóc nó ăn chua ngọt quá. Cá này cá đồng. Dạ. Tự nhiên nữa. Cá lóc mà nấu canh chua ngon. Ừ. Ngủ với Hiền. Hiền thích rau nhúc. Không thấy rau nhúc thơm. Chà thích đậu gồng. Nên phải nấu chung vậy đó. Chồng ơi, ăn quá ăn. Xương à anh ơi, từ từ nha, xương á nha. Em ăn cá. Đâu có nấu trọng đâu. Ăn cá thì ngon mà sợ xương quá. Rau nhúc này chắc là rau nhúc tự nhiên nữa. Rau nhúc nhà không có phân. Này ở vườn người ta cầm ở nhà, ta ăn nhỏ nhỏ hái bán. Rau nhúc nhỏ nhỏ này là nó tự nhiên, còn rau nhúc cũng bự là trồng. Cái này nó thơm hơn nha. Đậu gồng ngon ngon quá. Ăn miếng cá kho. Cá lóc kho tiêu ngon. Cá này cá người ta cũng cắm câu ở ruộng sen nè. Ồ, có cái trứng. Đậu gồng giòn ngon á. Ngon. Hồi lần mới háo vô nấu ăn giòn lắm. Cái đầu nấu ngọt quá, không chua ngọt quá. À, cái gò má của nó nè. Mùi gai của mình thơm. Có mà chở chồng dứa lớn nhanh quá, ăn không được thơm. Cây nó ngà. Màu lý mình. Con cha đi con bái chồng. Liên tục luôn nè. Tới mẹ phải không? Tới mẹ. Chưa. Chút rồi. Ăn từ từ, ăn giết không được đâu. Miệng à. Ăn từ từ cho ăn giết mắt cổ à. Ớt cay quá. Quá thì nhiều không?
không có cái mật. Cái mật cá không tốt không mật, vậy mình là hơi đắng, mật lắm, ngọt ngọt. Ai gần được cơm là tuyệt thôi. Nhiều không mà dạ. Được, được, ăn hết bấy nữa. Còn đói, còn ngon. Canh chua ăn với cơm. Chua ăn chua là ngon quá. Thao cơm. Tốt mồ hôi luôn. Ăn canh là để giải nhiệt. Lâu lâu rồi giải, giải cảm. Rồi phải ăn cá chứ đâu có ăn thịt hoài được, cho nó cân đối rồi. Ăn thịt nhiều quá không ăn cân. Cái lóc mà kho tiêu nó mùi thơm không, đặc trưng. Đây, cũng vớt đậu gồng, đậu gồng giòn lắm. Hai nhìn nó bé. Cay hả? Ngon, cay gì ngon. Phải cay gì mới được. Phải cay gì nó mới ngon. Ăn cái hàm hạ xương quá. Rau nhút nấu vậy nó cũng giòn chứ nó không có dai. Cha là nó dai với lại đúng đấy. Mình thì thơm, ổng nó hôi miệng. Mẹ mà thích rau nhút thơm. Người lý vậy. Nó ăn nó hợp. Nhưng mà nó sẽ có cái mùi dai. Rau nhút mà mùi gì lắm. Cha mà đưa cha lọc rau nhút là không phẩm gì. Sao cha? Thì rác nó lá thì bỏ cha. Cha bỏ cái dạ kêu phải không? Cha lấy có cái cọng không à, với cái đọt con chút. Lá rồi cho lại cho. Có bụng ăn bữa canh chua ngon quá cả nhà ơi. Ăn cơm quá no rồi. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ kênh mình nha. Bye bye.